Dạ vâng, em xin kính chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hiện tại em đang đi trên con đường Hai Bà Trưng quận 1 hướng ra công trường Mê Linh và quận 4. Hiện tại em đi vào lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 10 2023, ngày cuối của tháng 10. Hiện tại thì trên đường trời rất là nắng gắt và lưu lượng xe rất là nhiều. Thì con đường Hai Bà Trưng quận 1 là trung tâm của thành phố cho nên thường rất là kẹt xe vào buổi sáng và nhất là buổi chiều vào lúc giờ tan sở khoảng 4 5 6 giờ chiều. Hiện tại thì cái lượng du khách đang đi bộ trên vỉa hè cũng rất là nhiều, khách nước ngoài thường tập trung đây cũng rất là đông. Trên con đường này có một con đường gọi là đường sách của Hồ Chí Minh thì tập trung bán tất cả quyển sách rất là hay ở trên con đường này. Hiện tại quý vị sắp tới đó là công trường Mê Linh, thì lúc đó mình sẽ gặp được một cái tượng của một vị tướng rất là có tiếng của Việt Nam, đó là Trần Hưng Đạo. Thì em cũng xin tóm tắt sơ về tướng Trần Hưng Đạo, thì có sai sót thì mong quý mấy anh chị bỏ qua và góp ý thêm giúp em. Thì Trần Hưng Đạo là một trong những doanh nhân vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, ông là người quân sự, nhà ngoại giao, chính trị kiệt xuất triều đại Trần thế kỷ 13. Ông có công nhỏ vào việc độc lập chủ quyền của đất nước Việt Nam trước cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Minh của nước Trung Hoa. Trần Hưng Đạo sinh khoảng đầu thế kỷ 13 ở làng Vạn Kiết, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ông là gia đình quan tộc giàu có và có trình độ cao. Thì lớn lên thì ông đã được chỉ huy cuộc chiến chống quân Minh. Đến nay thì tên tuổi của Trần Hưng Đạo cũng được nhắc đến tình yêu nước với tinh thần đấu tranh kiên trì trong cuộc sống, là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và nên học tập và cống hiến cho đất nước. Trần Hưng Đạo là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, đóng góp cho cuộc kháng chiến chống các nước láng giềng, đặc biệt là nhà Minh. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đánh dấu vào thời chống xâm lược của triều đại nhà Minh, tinh thần và trách nhiệm đầy tài năng và quân sự. Dạ vâng, em vừa tóm tắt sơ về tướng Trần Hưng Đạo cho quý vị được biết. Hiện tại đi thẳng thêm một tí nữa thì sẽ hướng ra quận 4 quý vị. Mình đi tí xíu nữa thì mình sẽ gặp được cái cầu Khánh Hội để đi qua quận 4 rồi. Dạ vâng, trước mắt quý cô bác anh chị đó là em chuẩn bị lên cầu Khánh Hội để đi qua quận 4. Thì theo quý vị cũng thấy thì lượng xe hiện tại vào lúc 10 giờ sáng thì rất là đông. Có thể nói là xe tải rất là nhiều, cũng có những chiếc xe khách như xe buýt để đưa đón học sinh và người lớn tuổi, những người có nhu cầu đi xe buýt và những xe hơi con. Thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều là xe máy chạy. Hiện tại em vừa xuống cầu thì sẽ gặp được đường Nguyễn Tất Thành, một con đường khá dài và lớn của quận 4. Con đường này cũng rất là kẹt xe nha quý vị, vào lúc buổi sáng và nhất là buổi chiều, có khi kẹt luôn buổi tối. Có khi hồi trước em đi thì có khi 7-8 giờ tối vẫn kẹt cứng nhắc và các dịp lễ lớn. Dạ vâng, đường rất là đông xe ạ. Hiện tại
tới em sẽ rẽ vào đường Hoàng Diệu của quận 4 ấy. Con đường này thì khá rộng, con đường này khá lớn với rộng cho nên cũng không kẹt xe máy, không thường là không kẹt xe. Xung quanh thì mọi người cũng đa số là các ngân hàng và các tiệm nha khoa. Ở đây thì ít buôn bán. Lát nữa em đi vô cái đường mình đang bơ thì cái đường chợ thì sẽ buôn bán nhiều hơn. Con đường này rất là dài. Dạ vâng, em đang rẽ vào con đường Đặng Văn Vơ. Đây là một cái đường có thể nói là chợ cũng khá là đông, ở đây có các gian hàng ăn uống, quán nước, rồi mỹ phẩm, quần áo. Nói chung là người ta buôn bán rất là đông và nhiều. Các tiệm quán ăn, bún bò, bánh canh, cua, bò kho, và có cả tiệm trang sức vàng bạc đá quý, các nhà thuốc. Hiện tại thì người ta mở cũng đông nhưng mà cái lượng khách mua không có còn đông như trước, tại tình hình dịch xong thì kinh tế khá khó khăn cho nên cái lượng người mua ít hơn cái người bán. Các cô bác anh chị buôn bán cũng khó khăn và vất vả hơn. Hiện tại con đường này nó rất là nhỏ, với lại cái xe với lại chợ người ta buôn bán đó, cho nên em chạy hơi khó, cho nên hình ảnh nó không được ok. Mong quý vị bỏ qua. Đây là người ta bán các loại cá với lại hải sản, rau củ. Mình vô chợ thì mình sẽ gặp bán các loại trái cây, cá, hải sản, rau củ.